Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm tủ bảng điện trung thế và các vật tư thiết bị cho lưới điện trung thế từ điện áp 7,2 kV đến 40,5 kV. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một loại vật tư thiết bị cho lưới điện trung thế, loại đầu cáp coi nhiệt trung thế 24 kV loại trong nhà. Đầu cáp coi nhiệt 24 kV trong nhà dùng cho cáp tiết diện 3C nhân 150 trên 240 m2. Cho cáp loại 3 pha tiết diện từ 150 m2 đến 300 m2. Đầu cáp coi nhiệt 24 kV trong nhà 3M. Đấy. Tổng thể một cái hộp mà đầu cáp coi nhiệt trung thế trong nhà 24 kV như vậy. Để xem là các cái bộ phận chính bên trong đó nhé. Chi tiết bên trong có một số cái vật tư, nhất đây là cáp 3 pha, do đó nó sẽ có một cái bộ chia pha này. Đấy, 3 cái ống tay pha, ống coi nhiệt tay pha này. 3 cái ống coi nhiệt đầu áp, điều áp này. 3 cái ống coi nhiệt này nằm kín đầu cốt này. Đấy. Tiếp địa đồng bệnh cho 3 sợi cho 3 phe này. Đấy. Đây là tiếp địa đồng cáp. Đây cái bằng ma tít đỏ này. Hai bộ, hai gói này. Trong gói là mỗi gói là 3 phe nhé. 3 cái băng luôn. Bằng ma tít đỏ. Gói ma tít đen này, đồng kín là đầu cốt rồi. Cốt đồ cáp. Đấy, cái cuộn cái gói chùi cáp. Gói giấy cồn đấy. Đó. Một số các phụ kiện đi kèm như là mỡ bôi trơn đầu. Một băng băng điện PVC này. Ba băng đỏ bằng xanh đánh dấu 3 pha này. Giấy dép này. Băng matit này. Bằng 50 tít đèn này. Đai cốt một đai cốt to cho cái ôm cả cái ba pha cáp, còn một số các đai ba có cái đai cốt nhỏ này để cho từng pha một. Đấy, cuối cùng là lại đầu cốt. Đấy thì cái dài của cái đầu cáp này nó là 150 hay 40 150 300, do đó là tùy theo giải cáp tiết diện cáp thực tế mình sẽ cấp cho cái đầu cốt phù hợp. Ví dụ như đây nó là dùng cáp tiết diện 150 m2 nhỉ. Đấy, trên đây là tổng thể của một cái bộ đầu cáp coi nhiệt trung thế 24 kV trong nhà, loại cho cáp 3 pha tiết diện cáp từ 150 đến 300 m2, đầu cáp trung thế của hãng 3M, sản phẩm được phân phối chính hãng và công ty trách nhiệm hạn điện công nghiệp Himelo. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy vui lòng like và nhấn chuông thông báo để mà theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.